hãy đến với vòng chung kết cuộc thi Duyên dáng truyền hình 2009, cuộc thi tài giữa những người đẹp làm công tác truyền hình trên cả nước. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng sữa đậu nành mè đen Vinasoy. Đón xem chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 vào lúc 20:30 các ngày 28, 29 tháng 12 năm 2008 và đêm chung kết xếp hạng ngày 2 tháng 1 năm 2009. Hãy tham gia bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu mến nhất. Hãy cùng tham gia hành trình kết nối những trái tim, chương trình truyền hình thực tế với chuyến xe đi khắp đất nước, khám phá, trải nghiệm, hoạt động xã hội và khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Với cung bậc rung động của cảm xúc, họ có thể kết nối những trái tim và đủ tự tin đến gần nhau hơn không? Hãy đón xem chương trình lúc 22:30 vào thứ ba hàng tuần trên HTV7. Nhà bạn HTTV chưa? Chưa, có gì hay không? Tuyệt vời, hình ảnh cực đẹp, âm thanh cực hay. Dữ không? HTVC đang khuyến mãi đó nha. Giá đầu thu chỉ còn 3.800.000. 6 tháng xem chương trình HD miễn phí, 1 năm xem chương trình SD khỏi trả tiền. Trời, quá đã, gọi đâu đây? Còn không biết nữa. 04746, gọi liền đi. Ok, cảm ơn nha. Chúng tôi không về. Vợ diễn kể về hành trình bắt đơn đi kiện của ông Cả Tím, tố cáo sự lộng hành ức hiếp danh dành của cha con xã Hạt. Với quyết tâm vạch mặt bọn quan lại xấu xa, cùng với sự trợ giúp của những người tốt bụng, cuối cùng sự việc đã được Đức Vua minh xét. Mời quý vị và các bạn đón xem vở kịch Ông Cả Tím phát sóng vào lúc 20:50 ngày 1 tháng 1 năm 2009 trên kênh HTV9. Chiếu nó bỏ chạy luôn rồi.